trộn kem đánh răng với muối rồi bôi lên trán, bạn sẽ giật mình với kết quả quá ảo diệu. Kem đánh răng là một trong những nguyên liệu làm đẹp rất quen thuộc mà bạn không nên bỏ qua vì nó sẽ đem đến kết quả mà bạn phải ngạc nhiên, theo Huffington Post. Một số thành phần giúp kem đánh răng làm sạch răng miệng và loại bỏ vi khuẩn cũng có tác dụng loại bỏ dầu thừa, tích tụ trong lỗ chân lông. Tuy nhiên, để điều trị mụn đầu đen mà không làm tổn thương da, bạn phải dùng kem đánh răng đúng cách. Mụn đầu đen là gì? Mụn đầu đen xuất hiện khi các chất nhờn và bụi bẩn tích tụ trong da và là một tiền thân của các loại mụn nặng hơn sau đó. Khi các chất tích tụ này tiếp xúc với không khí, nó bị oxy hóa và chuyển sang màu đen ở phần nổi trên bề mặt da. Nói cách khác, mụn đầu đen hình thành bởi nhiều yếu tố: dầu, bã nhờn, bụi bẩn và vi khuẩn. Kem đánh răng và mụn đầu đen. Tùy thuộc vào loại da của mỗi người, cơ thể sẽ sản xuất nhiều hoặc ít dầu trên da. Kem đánh răng có chứa các thành phần như triclosan, cồn, tinh dầu bạc hà, hydrogen peroxide và baking soda có tác dụng làm giảm tiết dầu. Triclosan, một thành phần hoạt chất được tìm thấy trong nhiều sản phẩm tẩy rửa chăm sóc cơ thể, là một chất kháng khuẩn đó là đặc biệt hiệu quả trong việc làm giảm dầu thừa mắc kẹt trong lỗ chân lông. Nguyên liệu: kem đánh răng, muối mịn 2 thìa cà phê, mật ong 1 thìa cà phê. Cách làm: trộn kem đánh răng, muối và mật ong đều với nhau để có hỗn hợp dính. Rửa sạch mặt, dùng bàn chải nhúng vào nước cho ướt, sau đó chà nhẹ nhàng lên đầu mũi, trán, cằm hoặc bất kỳ vùng nào có mụn đầu đen, chà theo đường vòng tròn. Để yên trên kem 10 phút cho khô, sau đó rửa sạch, thoa một ít kem dưỡng ẩm. Mỗi tuần, bạn nên làm từ 3 đến 4 lần để khuôn mặt sạch bóng mụn đầu đen. Chú ý, tuy kem đánh răng có tác dụng trị mụn đầu đen, nhưng với những ai có làn da nhạy cảm, bạn cần thử trên một vùng da nhỏ trong 15 phút để đảm bảo không bị dị ứng. Nếu da có các phản ứng như mần đỏ, hãy ngừng sử dụng. Khi rửa, nên dùng nước lạnh hoặc tốt hơn là chườm đá lạnh để se khít lỗ chân lông. Cuối cùng, bạn cần thoa kem dưỡng ẩm để không bị khô da. Kem đánh răng chỉ có thể trị các trường hợp mụn cám, mụn đầu đen nhẹ. Với trường hợp mụn nặng, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ để có liệu pháp thích hợp.